Vũ Hồng xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Thành. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một căn nhà ở địa chỉ là 1468/3/6 đường Phạm Thế Hiển, phường 5 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, đối diện với chợ Nhị Thiên Đường, ngay chỗ cầu Nhị Thiên Đường, ngay góc ngã ba đường Hoàng Minh Đạo với đường Phạm Thế Hiển ha. Căn mình là căn phía sau lưng của mặt tiền đường Phạm Thế Hiển nha. Thì căn nhà mình có kết cấu một trệt với một lầu. Kích thước của căn nhà mình ngang là 3m2 và chiều dài là 15m5, nở hậu là 3m6 ha. Nhà phía bên ngoài được ốp đá hoa cương cao lên ha. Nhà điện chính nước chính, cửa nhôm sinh pha. Nhà mình sử dụng Smart Key 2023 cho mẫu mới nhất ha. Căn nhà này là chủ đang kêu bán với giá là 3 tỷ 380 triệu ha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên hệ với kênh Nhà Đất Sài Thành qua số điện thoại của Vũ Hồng nha. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh Nhà Đất Sài Thành review bất động sản thì mình hãy đăng ký kênh và nhớ bật chuông để nhận được thông báo sớm nhất từ kênh Nhà Đất Sài Thành ha. Vũ Hồng xin nhắc lại địa chỉ nhà mình là 1468/3/6 đường Phạm Thế Hiển, phường 5 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình sử dụng cái cửa là cửa Smart Key 2023 ha. Loại mẫu mới nha. Thì mình có thể mở bằng mã số kẹt, vân tay và chìa bằng app điện thoại luôn ha. Đó, mẫu mới nha. Mẫu mới là có lẫy bên trong khóa lại để bên ngoài dù có mất chìa cũng có mất password. Có người biết password cũng không vào được ha. Một căn nhà rất đẹp luôn nha. Căn phía sau lưng mặt tiền đường Phạm Thế Hiển ha. Ngay chỗ chợ Nhị Thiên Đường luôn nha. Ngay chợ xe đường Phạm Thế Hiển. Đây là không gian phòng khách của nhà mình ha. Phòng khách được ốp bên tay phải mình là ốp gỗ và ốp nhựa PVC cao lên. Và có làm thêm trang trí, thêm mấy cái mảng trang trí bằng bằng gỗ thật luôn chứ. Và ở đây là có mấy cái hộc, đó, mấy cái kệ để chứa đồ nè. Chủ cũng trang bị cho mình sẵn màn rồi nha. Thì nhà mình đó là sổ quyền hồng mua bán ký công chứng sang tên, diện tích đất được công nhận là 52m2 và diện tích hoàn công là 83m2 ha. Đây khu tivi cũng được trang trí đèn led âm, đèn led dạ đầy đủ hết ha. Quạt này là điều chỉnh bằng remote nha. Đó, remote để đằng kia, hệ thống ngay chỗ hệ thống điện. Và đây là gian phòng khách của nhà mình ha. Phòng khách khá rộng rãi luôn nha. Cô chú anh chị bạn ngắm lại không gian phòng khách nhà mình ha. Nhà mình ở dưới trệt có làm một cái phòng để cho người lớn tuổi không có tiện đi lên lầu thì ở dưới này nó có tiện ha. Đó, phòng ở dưới trệt nè, cửa gỗ luôn nha. Mình đứng ở cửa phòng mình nhìn ra phía trước lại nha. Đây, cửa phòng nhìn ra phía trước lại đây. Và đây là cái lối đi ra phía sau nha. Cái gian bếp rất là xịn sò luôn. Được trang bị cho mình sẵn lavabo thông minh nè, lavabo chậu rửa thông minh, bếp hồng ngoại, mặt bếp bằng đá hoa cương, tủ bếp trên, máy hút khói. Ở đây thì ốp tường cao lên bằng nhựa giả gỗ nha. Ở trước bằng gỗ, sau này bằng nhựa giả gỗ ha. Ở đây có cái kho to đùng luôn để mình chứa đồ. Ở đây cái kho rất là to luôn ha. Đó, cái kho cực kỳ to luôn ha. Và đây nè, ở trên nữa nè. Nhà sổ hồng mua bán ký công chứng sang tên ha. Mặt trong của bếp bằng kính cường lực nè, cường lực màu ha. Và đây là cái máy hút khói, chủ trang bị sẵn cho mình luôn rồi ha. Và đây là bếp điện từ. Ở đây là có cái hộc để đồ rất là nhiều luôn ha. Và đây là chậu rửa thông minh. Rửa thông minh mình có thể có cái chậu rửa ly nè ha. Rửa ly nè, để đây ly đây rửa ha. Còn cái thớt để lên đây để sắt. Đó. Đó. Sắt ở đây tặng cho mình luôn ha. Còn đây là
cái mồi chỉnh nè, đó chỉnh đây nè, rửa trái cây, rửa rau bỏ vô đây ha, chuyển qua đây. Đây thì mồi rửa xịt, chuyển chế độ kéo xịt ha, cái này là dời qua dời lại được hết á nè, bắn mạnh nữa nè, đó chuyển qua chuyển lại ha, cái này dời đi được nha, dời tới dời lui được hết ha. Này đóng lại là tắt nha. Ở trên đây thì có sẵn những cái khuôn để đĩa chén, có khay gom nước riêng luôn nè, khay gom nước riêng nè ha, khay gom nước riêng nè ha. Cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi Vũ Hồng review căn nhà, địa chỉ là 1468/3/6 đường Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, đối diện với chợ Nhị Thiên Đường, ngay đường Hoàng Minh Đạo, ngay chợ xe Phạm Thế Hiển, ngay cầu Nhị Thiên Đường. Căn nhà này có kích thước ngang là 3m2 và chiều dài là 15m5, nở hậu là 3m6 ha. Đó, căn nhà này thì chủ trang bị rất nhiều thiết bị thông minh cho căn nhà nha. Còn đây là cái khu vực rửa tay phía bên ngoài nè, chậu vòi rửa này cũng vòi rửa thông minh ha. Đó, chuyển xây qua xây lại được hết ha, đổi đủ thứ ha. Và cái lavabo này là lavabo liền khối ha, giúp mình dễ dàng làm vệ sinh hơn nha. Chủ cũng đặt order nguyên cái khối này luôn. Còn kính thì kính cảm ứng ha. Và đây là cái nhà vệ sinh của mình nè, bồn cầu một khối nè ha, bồn cầu một khối nha. Bồn cầu này là hộp bích ha. Tường nhà thì tường nhà vệ sinh dán cao lên, dán gạch ngang ha, rất đẹp luôn nha, một tông màu, hai tông màu rất là hài hòa ha. Và ở trên là vòi sen lớn, có chỗ để gắn máy nước nóng luôn ha, về mình mua máy nóng mình gắn vô thôi. Và đây là không gian của cái gian bếp nhà mình cô chú anh chị bạn ngắm lại nha ha. Ở trên đây có cái kho chứa đồ nè, chủ nhà làm cái kho chứa đồ cho mình nè, những cái vật dụng mình chưa xài tới mình để trên đây, hoặc là cái kho ở dưới cầu thang. Ở có một cái bộ đèn chùm, bộ đèn trang trí ở ngay đây rất đẹp luôn ha, giúp cho ngôi nhà mình thêm thoáng và sáng nha. Những cái mảng nhỏ nhỏ này là chủ rất là tinh tế làm cho mình rất là đẹp luôn nha. Đó, ở đây giống như ở đây nè, có kính nè, đi xuống giúp cho mình thấy nhìn thấy nó căn nhà mình bao quát hơn. Ở trên lầu là có hai phòng ngủ nha, một phòng ngủ phía trước và phòng ngủ phía sau. Bây giờ Vũ Hồng tiến lên review ở trên lầu để cô chú chị bạn xem ha. Ở giữa hai phòng là cái nhà vệ sinh nha. Đây là cái phòng phía sau, rồi kia là phòng phía trước. Đây là CV tổng của nhà mình. Nhà mình sử dụng đèn LED toàn bộ luôn ha. Bây giờ mình đứng nhìn ở cầu thang, mình nhìn xuống dưới gian bếp nhà mình, nhà vệ sinh nè. Gian bếp, gian vệ sinh nè ha. Cô chú anh chị bạn đang theo dõi Vũ Hồng review căn nhà, địa chỉ 1468 đường Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. 1468/3/6 đường Phạm Thế Hiển ha. Ngay chỗ chợ xe Phạm Thế Hiển, đối diện với chợ Nhị Thiên Đường, ngay cầu Nhị Thiên Đường luôn nha. Thì ở trên lầu thì có hai phòng ngủ, phía sau và phía trước, ở giữa là cái nhà vệ sinh ha. Thiết bị vệ sinh cái bồn cầu này là bồn cầu inox, là một khối nha, inox một khối nha. Cửa nhà vệ sinh á là làm bằng nhôm tinh pha kính cường lực, còn cửa phòng là làm bằng gỗ nha. Đó, vòi sen thì lớn, có chỗ gắn chỗ gỗ, trang bị sẵn cái chỗ gắn máy nước nóng rồi ha. Đó, và đây là cái kính, toàn bộ là chủ sử dụng là lavabo này, cái này lavabo này là một khối ha, liền khối hết ha, giúp cho mình dễ dàng làm vệ sinh, nó không bao giờ bám bẩn, bám bụi, bám cặn. Và đây là cửa phòng, phòng phía trước nè, ở căn phòng khá rộng ha, cửa phòng là bằng cửa gỗ nha, đèn led có giật giật, đèn trần, đèn âm đồ đầy đủ hết ha.
có ban công phía trước, ban công phía ngoài làm bằng kính cường lực với inox 304, còn cửa là cửa đi ra ngoài là cửa lùa nha. Đó, và đây là không gian của phòng phía trước, mình nhìn ngược lại phía sau ngay cầu thang đi lên nha, hai phòng ở trên đây nha. Căn nhà này chủ đang kêu bán với giá là 3 tỷ 380 triệu. Nếu cô chú chị bạn nào thấy căn nhà này cái giá vị trí nó hợp lý thì cứ đến gặp chủ rồi thương giá cả còn thương lượng nha. Cái căn màu xanh phía trước mặt tiền mình đó là căn đó là mặt tiền đường Phạm Thế Hiển đó cô chú anh chị bạn. Ngay chỗ đây là sau lưng cái chỗ bán xe mô tô lớn nè. Đó, phía trước nhà mình đây nè. Đó. Phía trước nhà mình đây ha. Ngay cây bàn đó là ngay chỗ chợ xe Phạm Thế Hiển có cái cây bàn gần cái đó chỗ bán bưởi đồ nhiều á. À, cửa phòng đây là cửa nhôm chinh pha với kính cường lực ha. Rồi cô chú anh chị bạn vừa theo dõi Vũ Hồng review xong căn nhà địa chỉ 1468/3/6 đường Phạm Thế Hiển, phường 5 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, ngay chợ Nhị Thi Đường chợ xe Phạm Thế Hiển. Căn nhà này có kích thước ngang là 3m2 và chiều dài là 15m5.5, nở hậu là 3m6. Nhà có kết cấu một trệt với một lầu, diện tích đất được công nhận là 52m và diện tích hoàn công xây dựng là 83m. Nhà gồm có một trệt với một lầu, hai nhà vệ sinh, hai phòng ba phòng ngủ. À, nhà thì chủ trang bị cho mình thiết bị khóa smart key và các thiết bị vệ sinh rất là xịn sò, loại xịn không ha. Đèn chùm, đèn quạt, rồi nói chung tường nhà thì được ốp cao ráo, làm là trang bị tận nông tận răng cho mình luôn á. Căn nhà này chủ kêu ra bán giá là 3 tỷ 380 triệu, giá còn thương lượng nha. Thì cô chú chị bạn nào thấy căn nhà này hợp lý về vị trí thì mình hãy liên lạc với Vũ Hồng để đi xem nhà, xong sau đó Vũ Hồng sẽ sắp xếp gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả ha. Xin nhắc lại là giá là 3 tỷ 380 còn thương lượng nha. Cô chú chị bạn cứ gặp chủ nhà rồi thương lượng giá, biết đâu mình may mắn mình mua được căn nhà giá tốt ha. Đặc biệt căn nhà mình ở dưới chợ có một phòng để cho người lớn tuổi sử dụng nha, không phải đi lên lầu ha. Rồi Vũ Hồng xin cảm ơn cô chú chị bạn đã xem hết cái video clip này. Nhớ chia sẻ video clip này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu mua nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú chị và bạn ở những video của nhà lần sau ha. Vũ Hồng xin chào nha.